Một buổi sáng đầu hè, tôi nhận được điện thoại của một vài người bạn cùng khóa. Cũng khá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Một chút ngạc nhiên cho cuộc gặp gỡ đột ngột ấy. Chúng tôi học cùng trường trung học cơ sở Khánh Hải với nhau. Có lẽ vì cùng trải qua tuổi thơ đầy êm đềm ở một nơi tuyệt vời như thế mà chúng tôi dù thất lạc nhiều năm, khi gặp lại vẫn cảm thấy thật gần gũi, thân quen. Chúng tôi kể nhau nghe thật nhiều những câu chuyện ngày xưa, ngày xưa. Ngày đó nhà đứa nào cũng nghèo lắm, hiếm hoi lắm mới có vài bức ảnh chụp với nhau. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc của 25 năm về trước. Cái thời đang áo rộng quần loe, cái thời mà muốn chụp được bức ảnh phải đạp xe vài cây số, có khi phải đợi đến một dịp nào đó mới có cớ để chụp cùng nhau một bức ảnh. Chúng tôi kể nhau nghe câu chuyện của hiện tại. Cuộc sống của bạn bây giờ thế nào? Có tốt không? Mấy con rồi? Tụi nhỏ học lớp mấy? 25 năm ra trường, mỗi chúng tôi đều có cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng. Nhưng trong tâm khảm mỗi chúng tôi đều có chung một ước muốn được quay lại trường xưa, được gặp lại bạn bè và thầy cô giảng dạy mình thời đó. Từ mong muốn cháy bỏng đó đã dẫn đường cho chúng tôi tìm về với nhau. Tôi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi, cùng những con đường đạp xe không mệt mỏi, những buổi chiều dịu dàng không chịu nổi, những cái tên như khắc chạm trong đầu. Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu, sao càng lớn càng mơ về thơ ấu, lấy ngây thơ trèo me nhặt xấu, làm thước đo cho những quãng đời. Tôi như người của năm tháng xa vời, nhặt nhạnh những cũ xưa gom góp về thực tại, tập làm người với những điều khôn dại, tập nhìn đời nhân hậu như trẻ thơ. Cô bé con hai bím tóc ngày xưa luôn nhìn tôi thật buồn cười nghiêm nghị. Tôi có quên gì không nhỉ, ngôi nhà thân yêu nuôi lớn những ước mơ. Câu chuyện kể đêm mưa với kết thúc bất ngờ, những trò chơi triền miên bên đống cát, đêm lửa trại người đàn người hát, ngày xa trường nước mắt đẫm vai nhau. Tôi bước đi về nơi đâu, cũng thấy mình bé hơn cô bé có hai bím tóc, nhớ về tuổi thơ mình và khóc và lớn lên. Cậu bạn bé nhỏ ngày xưa gầy gầy, hay hát, giờ đây đã trở thành cậu kỹ sư. Những cô cậu bé nghịch ngợm ngày nào, giờ đây là những doanh nhân. Và cả cái cậu ngày xưa, gậy răng không thèm nói, gặp nhau chẳng dám chào lại nhau, giờ đây đã trở thành thầy cô giáo. Cả cái cậu ngày xưa hiền như cục đất, đến bây giờ là những cán bộ gương mẫu phục vụ nhân dân. Những câu chuyện năm nào, những câu chuyện năm nào, giờ nhắc lại vẫn làm chúng tôi bồi hồi xao xuyến. Chúng tôi cùng trải qua tuổi thơ gian khó, có chiếc quần vài miếng vá xung quanh, hay đôi dép tổ ong hàn bằng liềm hơ nóng, đến mòn rồi lại hở cả đôi chân. Những đôi chân đi bộ qua những con đường không mệt mỏi, lớn lên rồi mới thấy mình thật nghị lực biết bao. Rời cấp 2, chúng tôi đi môn phương, nhưng dù ở đâu, chúng tôi cũng luôn hướng về nhau với những điều bình dị và thân thương nhất. Chúng tôi cùng nhau trở lại trường, cùng hẹn ước về một ngày hội khóa. Ngôi trường giờ đã rêu phong, hàng bảng trước sân dường như không lớn mấy, có lẽ vì chúng tôi đã lớn lên cùng. Chúng tôi đến thăm các thầy cô vào ngày hè tháng 5. 25 năm rồi, thầy cô của chúng tôi giờ đây đã mắt mờ chân yếu. Thầy trò chúng tôi gặp lại nhau
với thật nhiều cảm xúc. Cô trò chúng tôi kể lại cho nhau nghe chuyện ngày xưa. Lũ học trò chúng tôi nghịch ngợm lắm. Có những buổi đến nhà cô tập văn nghệ, chỉ mong đến giờ giải lao được cô cho ra vườn chảy quả. Có thể có một chút ngập ngừng khi thầy trò chúng tôi gặp nhau. Thằng Tráng phải không? Ngọc Anh á? Ôi sao Ngọc Anh giờ khác thế? Vân phải không? Vân bây giờ làm cán bộ xã nhỉ? Thầy cô đón chúng tôi vẫn bằng nụ cười ấm áp ấy, thật quá đỗi thân thương. Giờ đây chúng em đã già đi rồi, đã là những người cha người mẹ cả rồi. Chúng em không còn bé xíu ngây ngô như ngày xưa nữa, đã lớn khôn, trưởng trạc và trưởng thành hơn rồi. Nhưng gặp lại thầy cô, chúng em vẫn là những cô cậu học trò, vẫn nhận được sự bao dung, chiều mến của các thầy cô. Và cô trò lại ríu rít kể nhau nghe những chuyện ngày xưa, hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại. Và dường như cả cô trò đều lưu luyến khi ra về. Thầy ơi, hôm em rất vui gặp thầy, cũng rất vinh dự khi thầy bớt chút thời gian tham gia cái hội khóa của bọn em. Thì bọn em có dự kiến là sẽ tổ chức một cái hội khóa vào ngày 16 tháng 6 vào chủ nhật, sáng chủ nhật 16 tháng 6 2024, là của niên khóa 1995-99 cấp 2 trường trung học cơ sở cấp 2 Ngải. Thì hôm nay rất vinh dự là thầy có bớt chút thời gian đến tham gia một cái cuộc phỏng vấn bọn em. Nên là thầy, em có một câu hỏi cho thầy ạ. Thầy cảm nhận gì và thầy có cái gì, cảm xúc gì về cái hội khóa này ạ? Rất vinh dự được em Phạm Văn Thọ là trưởng nhóm của hội khóa 95-99 1995-1999. Thì hôm nay là tôi được trở lại trường trung học cơ sở Khánh Hải, là nơi mà tôi cũng là cựu học sinh của nhà trường cách đây hơn 60 năm. Sau khi học xong trung học cơ sở thì tôi đã vào học trường trung học phổ thông Nguyễn Khánh Nga. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tôi tham gia nghĩa vụ quân sự chống Mỹ cứu nước. Và sau 6 năm tham gia nghĩa vụ quân sự chống Mỹ cứu nước thì tôi trở về nhà trường và tiếp tục làm công tác giảng dạy tại trường từ năm 1965 cho đến năm nay. Tức là năm 65 là tôi ra trường, và sau 6 năm tham gia nghĩa vụ quân sự và 3 năm học trung học phổ thông thì đến năm 1977 tôi được trở về tham gia công tác tại ngành giáo dục. Và sau khi công tác tại Khánh Phú, Khánh An, Khánh Vân thì năm 1985 tôi đã trở về trường trung học cơ sở Khánh Hải, tức là cũng là người đi để trở về. Và tôi đã chứng kiến rất nhiều những thăng trầm và những biến cố của trường trung học cơ sở Khánh Hải, từ tranh tre vách đất cho đến hiện nay có khu trường khang trang 2 tầng và đầy đủ các tiện nghi để cho các thầy và các em học sinh tham gia giảng dạy học tập. Cho nên là trường trung học cơ sở luôn luôn đạt kết quả là trường tiên tiến và tốt đầu của huyện. Hiện nay trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thì trong quá trình công tác tại trường thì tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái thế hệ học sinh thành đạt. Có những em hiện nay đang công tác tại trung ương đã nghỉ hưu, và có những em hiện nay là còn đang công tác tại khắp các nơi trên mọi miền tổ quốc. Có những em đang là chủ tịch chủ chốt của tỉnh Ninh Bình, và có nhiều em hiện nay đang công tác ở khắp mọi miền trên đất nước. Cũng có nhiều em đã trở về nhà trường để gặp lại trường cũ và tri ân các thầy cô giáo, như là em Nguyễn Thị Thu Thủy. Và năm nay rất vinh dự cho chúng tôi là được tin các em khóa 1995-1999 đã về tổ chức hội lớp và kỷ niệm 25 năm ngày ra trường để xây dựng đất nước cũng như là phục vụ xây dựng phát triển quê hương.
thì chúng tôi rất cảm động ở chỗ là các em đã biết phát huy được cái tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của quê hương bản nhãn Vĩ Thanh. Và các em đã liên hệ với trường trung học cơ sở Cái Nhà để tổ chức buổi gặp mặt. Bên cạnh cái sự gặp gỡ bạn bè thăm lại trường lớp thì còn có cái công việc là chiên các thầy cô giáo cũ giảng dạy các em được khóa 95-99. Đây là một điều rất vinh dự để động viên chúng tôi tiếp tục cái cuộc sống mà của cái quãng đời còn lại để mà tham gia các cái công tác của xã hội cũng như là tham gia vào cái công trình phát triển trường học cũng như là các cái công tác phát triển của địa phương. Thì hôm nay là chúng tôi cũng rất vinh dự là được các em mời đến để chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ trong cái buổi hội khóa cũng như là tri ân các thầy cô giáo. Thì đây chúng tôi nghĩ là một cái việc làm hết sức là có ý nghĩa quan trọng và giúp cho nhà trường Khánh Hải cũng như là cho quê hương xã Khánh Hải tiếp tục được cái công tác hiếu học, tôn sư trọng đạo và uống nước nhớ nguồn để mà làm cho quê hương Khánh Hải ngày phát triển giàu mạnh và to đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn. Có một nghề chở khách qua sông, tháng năm đi qua buồn vui trăn trở. Có một nghề trồng hoa trên trang vở, cho hoa cuộc đời thắm mãi niềm tin. Có một nghề viết khát vọng trong tim, cho bao thế hệ bao mầm xanh đất nước. Trang giáo án in bóng hình Tổ quốc, đêm miệt mài bọc cháy mắt em thơ. Có một nghề cho trẻ biết ước mơ, từ câu ca mặn mồ hôi của mẹ, từ xóm làng thân thương nhỏ bé, quê nội cần lao nhưng vẫn diệu kỳ. Có một nghề khi ve báo mùa thi, lại thấy bâng khuâng bồi hồi cảm xúc. Quy luật mà xa nhói đau trong ngực, mai xa rồi những đứa trẻ thân thương. Có một nghề mồ hôi đẫm sân trường, chẳng quản khó khăn bộn bề cuộc sống, trẻ hồn nhiên vòng tay ta sang rộng, bởi yêu nghề yêu mãi ở trong tim. Tháng năm dòng dãi nắng mưa, con đò tri thức thầy đưa bao người, qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin gửi người thầy kính thương. Chúng em thầm cảm ơn sự dìu dắt ân cần, cảm ơn những chân trời kiến thức mà thầy cô đã trang bị cho chúng em. Để giờ đây, sau 25 năm, chúng em đã trưởng thành, là những cánh chim không mỏi song sự nghiệp xây dựng đất nước. Chúng tôi dù ở đâu hay làm bất cứ ngành nghề nào, vẫn luôn khắc sâu ơn nghĩa thầy cô và tình bạn bè trong sáng dưới mái trường Trung học Cơ sở Khánh Hải thân yêu. Hiện nay các hoạt động chuẩn bị cho hội khóa đã hoàn tất với hành trình mang tên 25 năm ngày trở về. Đây chắc chắn là quãng thời gian quý giá, đáng trân trọng đối với tất cả chúng tôi, những cô cậu học trò thuở nào được thầy cô dìu dắt dưới mái trường Trung học Cơ sở Khánh Hải đầy tự hào truyền thống.